Thưa quý vị và các bạn, thế giới có khoảng 1,71 tỷ người mắc bệnh xương khớp và trên 200 triệu người bị loãng xương. Mặc dù Việt Nam đang trong giai đoạn dân số vàng, nhưng tỷ lệ người mắc bệnh xương khớp đang có xu hướng ngày càng gia tăng, nhất là những người trên 50 tuổi khi cơ thể bắt đầu quá trình lão hóa. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được hậu quả nghiêm trọng từ tình trạng bệnh này và còn đang rất thờ ơ. Ngoài việc thường xuyên vận động, đảm bảo cơ xương linh hoạt, thì người dân cần có chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, đặc biệt là bổ sung các loại canxi, omega 3 và vitamin D để chủ động phòng ngừa các bệnh lý xương khớp. Trong phóng sự sau đây của Góc nhìn người tiêu dùng sẽ bật mí cho quý vị một sản phẩm được xem là giải pháp dinh dưỡng hàng ngày để bảo vệ sức khỏe cơ xương khớp được nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Sữa non từ lâu đã được ví như một món quà dinh dưỡng diệu kỳ, giúp kích thích hệ miễn dịch tự nhiên, cải thiện đường hô hấp và giảm nhiễm khuẩn hệ tiêu hóa do vi khuẩn, virus gây ra. Bên cạnh đó, sữa non cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, canxi, giúp cho xương chắc khỏe, chống lão hóa và tốt cho tim mạch. Tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi, cho nên là thường xuyên đau cái xương khớp ở cái vùng xương chậu này và đầu gối. Thế cứ trái gió trở trời là các cái cơn đau nó càng trở lên nặng, khiến cái việc đi lại rất là khó khăn. Thế nhiều khi chân tay là nó cứ tê cứng ấy này. Đấy. Thế rồi thường xuyên gặp cái triệu chứng bị chuột rút, rồi đau nhức khớp gối gây mất ngủ. Thực tế thì người cao tuổi chúng ta thấy rằng vẫn cần đáp ứng một cái nhu cầu dinh dưỡng nhất định, như là đảm bảo ăn đủ năng lượng, đủ protein, rồi các cái chất béo thiết yếu cũng như vitamin, khoáng chất và các cái chất chống oxy hóa chúng ta vẫn phải đảm bảo đủ trong khẩu phần ăn. Ăn chúng ta phải có các cái sản phẩm mà giàu canxi như là sữa, các chế phẩm của sữa như sữa chua, phô mai và các cái sản phẩm khác từ sữa để mục đích là cung cấp dưỡng chất canxi cùng với nhiều dưỡng chất khác mà có trong sữa. Và đặc biệt là chúng ta chú ý chọn những cái loại sữa mà có thành phần là sữa non. Thấu hiểu được vai trò của sữa trong việc cung cấp các dưỡng chất quan trọng của cơ thể, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Quốc tế Anh Quốc Group đã nghiên cứu và cho ra đời dòng thực phẩm dinh dưỡng, đó là Alpha Sữa Non Canxi Nano D3MK7, một trong những dòng sữa non canxi đi đầu về chất lượng trên thị trường. Tôi thấy Alpha Sữa Non Canxi Nano D3MK7 là có cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thế tôi sử dụng hết 4 hộp rồi thì thấy các cái triệu chứng mà đau nhức cái khớp gối này nó giảm đi đáng kể. Thế và tê bì chân tay và chuột rút thì không còn nữa. Thế cái việc đi lại thì nó dễ dàng và nhanh nhẹ hơn. Sản phẩm Alpha Sữa Non Canxi Nano D3MK7 thì trong thành phần có cái bộ ba quý mà tốt cho sức khỏe xương khớp, đó là canxi nano D3MK7. Vitamin D3 thì cũng giúp hấp thu canxi và vận chuyển canxi từ lòng ruột vào trong máu. Và MK7 thì giúp cho cái việc gắn kết canxi vào tổ chức xương, cũng như là ngăn ngừa sự lắng đọng canxi ở các cái mô mềm. Như vậy thì nó rất là tốt cho hệ xương khớp. Và có cái canxi nano, chúng ta biết rằng canxi đây là một cái dạng canxi mà cái tỷ lệ hấp thu cao. Như vậy thì nó đáp ứng được cái nhu cầu canxi cao ở người cao tuổi. Và chúng ta thấy rằng sản phẩm còn có cái lượng đường vừa phải. Do đó mà chúng ta thấy rằng người đường máu cao hay tiểu đường mà lại mắc xương khớp, cả hai bệnh thì chúng ta cũng có thể sử dụng tốt ạ. Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt chuẩn, thiết bị máy móc tiên tiến, mỗi sản phẩm sữa của Anh Quốc Group khi đến tay người tiêu dùng đều được kiểm nghiệm nghiêm ngặt tại Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia và được cấp phép bởi Bộ Y tế và Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm để đảm bảo chất lượng tuyệt đối, an toàn cho sức khỏe người sử dụng.